Câu văn này con làm sai rồi, con làm lại đi. Dạ. Làm tiếp nha. Cà chua nhìn ngon thế, bữa nào phải hái mới được. Rồi rồi rồi, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc, bây giờ cô về nhà nha. Dạ, cô về cẩn thận. Nhớ làm bài bữa sau cô kiểm tra nha. Bài không khó đâu. Ố, cô giáo. Cô giáo dạy cho bé Cindy nhà tôi có mệt không cô? À không có đâu chị, bé ngoan lắm, bé vâng lời nữa. Nhân tiện đây em muốn nói cho chị là Cindy đang cần có một bộ sách để học ấy. Ủa sách gì vậy cô, bộ chưa đủ hả? Dạ cuốn sách này nó mới với lại là chứa nhiều kiến thức bổ ích lắm. À được thôi cô giáo, có gì thì cô liên hệ với ba của Cindy giùm tôi nha. Chắc bây giờ ổng đang trong bếp hay nhà vệ sinh á, cô vào đi. Vô vô. Ê bay, tối nay đi ba luôn. Tao bao cho đừng có lo. Vậy sợ vợ hả? Trời, tao đâm gì sợ vợ chứ mày nói kiểu gì vậy? Vợ của tao còn phải sợ tao nữa. Ok, tối nay 7 giờ nha. Nhớ ngủ thêm nhiều đứa nữa nha. Được đó. Em chào phụ huynh của bé Cindy ạ. Cô giáo muốn vô nhà vệ sinh thì cô phải báo trước với cô. Tôi ở trong đây mà. À dạ, em xin lỗi anh rất là nhiều ạ. Nhưng mà hiện tại thì Cindy cần có một bộ sách để học với anh. Sách này có thể giúp Cindy học rất là giỏi luôn đấy. Không biết là anh có thể rảnh để mua cho Cindy vào hôm nay hoặc là ngày mai được không ạ? Cindy cần học rất là gấp với anh. Hey, rồi được rồi rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ mua cho bé liền mà. Rồi thôi, cô đi về đi cô. Chiều nay tôi ra nhà sách tôi mua liền cho bé nữa mà. Thôi thôi, rồi được, bye bye cô nha. Thôi cô về nha Cindy, bye bye. Dạ. Con người nghỉ 15 phút đi rồi lát nữa học tiếp môn toán nữa đó. Lần này mẹ mời gia sư cực kỳ giỏi cho con học chuyên trường toán luôn đó. Để kêu ba nấu gì đó cho con ăn. Ông ơi. Ông. Ủa lạ thiệt nha, cái ông này đâu mất tiêu rồi. Đâu rồi? Ông ơi. Ông. Gọi tôi biết gọi mà. Trời, mới lãnh lương là không có đưa cho bà vợ mất khao mấy ông được đó. Ông. Trời đất ơi, hết hồn. Thôi để tôi gọi lại sau nha. Ở có vụ gì vậy bà? Ông đi đâu từ nãy tới giờ tôi kêu hoài vậy? Tôi đi vệ sinh. Đi vệ sinh. Ông vô nấu cho Cindy mấy món để nó ăn coi. Trong tủ lạnh hình như còn đồ ăn á. Hả? Cái gì? Tôi nấu hả? Rồi, được rồi. Nấu đồ ăn hả? Mình có bao giờ nấu đâu. Trời ơi, tủ lạnh không còn gì luôn. Thịt gà và thịt heo hả? À biết rồi, mình sẽ làm thịt nướng sốt phô mai cho Cindy ăn, chắc chắn là sẽ ngon lắm. Bây giờ ngồi chơi được rồi, quá là đơn giản. Alo tụi bay. Không có gì đâu, hồi nãy à. 2000 years later. Ủa mùi gì mà nó hôi dữ vậy ta? Không biết ổng có làm đàng hoàng không nữa. Trời đất ơi, khét. Khét rồi. Hả cái gì? Trời ơi, khét hả? Bây giờ phải làm sao đây? Cái ông kia ông làm gì vậy? Thôi, bây giờ bà ra ngoài ngồi đi để tôi làm lại cho. Cũng không đến nỗi khét lắm. Làm sốt phô mai lên thì chắc chắn bà sẽ không thấy đâu. Nghe mùi cũng thơm phết, mình cũng đâu làm tới nỗi tệ đâu. Đúng rồi ha, Cindy rất là thích ăn khoai tây. Nhưng mà mẹ nó không có cho nó ăn xì nách khoai tây. Vậy thôi mình làm miếng khoai tây chiên cho nó đi. Chiên như vậy chắc được rồi ha.
ha, nãy giờ quên nước nữa. Trời đất ơi, trong tủ không còn nước luôn. À đúng rồi, bữa mình mới coi được một bài của bà giáo sư này. Trộn tất cả các loại gia vị vào chung với nước lã thì chắc chắn sẽ được thôi. Nghe đâu uống còn thông minh nữa. Vô ăn đi. Vô ăn lẹ lên rồi còn làm bài nữa. Đồ ăn ngon lắm ba. Trời, tất nhiên, con uống nước đi, con uống nước đi. Ủa, sao vậy Cindy? Ông cho nó uống cái gì vậy? Thì bữa coi bà giáo sư kia kìa, bà kêu trộn nước lã với lại gia vị trong nhà uống sẽ thông minh. Trời ơi, cái ông già này, ông đúng là làm tôi tức chết mà. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Tôi sẽ xử ông sau. Thôi mà trời đất ơi. Con với chả cái cho tiền ăn học rồi kết quả ra xếp loại trung bình. Học hành như vậy đó hả? Mẹ ơi con xin lỗi tại lúc đó con mệt quá. Không có mệt mỏi vậy, có việc học thôi mà cũng mệt rồi sau này làm gì ăn. Tiền của tao bỏ ra hết thôi gia sư cho mày học. Bây giờ mày học như vậy báo cha báo mẹ đi. Mày đứng lại đó, tao phải cho mày một trận. Mẹ ơi tha lỗi cho con xin lỗi. Nè cái bà kia tôi nhịn bà nãy giờ nha. Cái chuyện này không có liên quan tới ông. Ông đi chỗ khác cho tôi. Tôi làm cha mà bà nó không có liên quan. Con cái từ từ chị nó mắc cái chứng gì lúc nào cũng la vô đầu nó vậy. Ừ tôi thích vậy đó rồi sao. Ông làm cha mà ông không quan tâm tới việc học của con thì đó tôi quan tâm hết hả? Là tại mình. Nếu mà mình học hành giỏi thì ba mẹ sẽ không cãi nhau. Bực mình thiệt chứ. Hay, chắc là mình không ở nhà này nữa đâu. Nếu mà mình ở thì ba mẹ sẽ cãi nhau mất. Thôi mình nên đi vậy. Tạm biệt mèo mèo. Ở nhà nhớ đừng có tranh đồ ăn nữa nha. Nhớ là phải ngoan á. Tao đi đây bye bye. Ủa Cindy đâu rồi? Cindy ơi Cindy. Nè bà kia. Cái gì mà cứ kêu hoài nhất cả đầu. Cindy đâu? Ông tự đi mà tìm đi. Cái bà này. Hay à, bây giờ không biết mình nên đi đâu nữa. Ủa khoan, từ từ, chỗ này chỗ nào vậy ta? Sao mà dơ quá vậy? Phải dọn lại thôi chứ dơ quá rồi. Như vậy mới được chứ. Gọi gọi vô game vô game. Gọi vô lẹ vô lẹ. Ủa cái tiếng gì vậy? Tụi bay chờ ta chút xíu nha. Ủa không lẽ có ăn trộm ta? Trời ơi ăn trộm. Mày là ai từ đâu tới đây? Nói ngay. Em nói. Dạ nơi hồi nãy em đi ngang em thấy chỗ anh dơ quá em quét dọn phụ rồi chứ không có ý ăn trộm ăn cắp gì hết. Ủa vậy hả? Dạ dạ đúng 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 rồi. Trời cảm ơn em nhiều nha. Mà hình như em mới giận ba mẹ xong đi bụi phải không? Tối nay em ngủ ở đây đi anh cho đó. À, dạ nhưng mà anh tên gì vậy? Anh tên Phong. Anh cũng đi bụi giống em á. Anh ở nhà kho này cũng được 5 năm rồi. Thì ra là vậy hả? Vậy thôi em đi ra ngoài này một chút nha anh. Hay à, mình đói quá với lại khát nữa chứ. À cô bé lại đây ngồi lại ngồi. Em muốn ăn cái gì nè? Ở quán của chị có mì đậu hũ với lại mì tôm á, em ăn cái nào nè? Nhưng mà chị ơi em không có tiền. Hả gì không có tiền hả? Không có tiền mà còn lại ngồi đây hả? Thôi đi đi chỗ khác đi chỗ khác. Trời ơi sáng sớm ai mở hàng mà làm gì xui rủi quá.
Ủa, hình như đây có phải là... À đúng rồi, đây là bà bán sushi nổi tiếng nè. Sushi là bà này làm ngon lắm luôn. Sushi như vậy thì mới được chứ. Wow, trời ơi. Ủa, tiếng gì vậy? Chết rồi, bị phát hiện. Cháu là ai vậy? Tới ăn sushi hả? Dạ, cháu xin lỗi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa, tính ra là mình đừng mời nó ăn luôn á. Trời ơi, chạy.